Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là phím này. Các cái phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng, tăng giảm âm lượng trên Samsung Galaxy A01 Core. Đang là chờ thay mới để di động cao cấp.vn. Khi điện thoại Samsung Galaxy A01 Core lỗi hỏng phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng, cần địa chỉ thay mới, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 di động cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên Samsung Galaxy A01 Core nói chung và phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng trên Samsung Galaxy A01 Core nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534, chúng tôi sẽ chuyển phím đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn thanh toán tiền nhờ bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video để di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp link phụ kiện của Samsung Galaxy A01 hàng đầu hiện nay. Địa chỉ sửa, nhận sửa thay mới phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng, volume trên Samsung Galaxy A01 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn.